Chiến quốc 4.0 Chương 8 Những giấc mơ Tác giả Dòng sông Lam Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tối chị Hằng nằm cứ hay mơ, bởi mỗi ngày lai chim vất vả, cứ trằn trọc thức đêm không ngủ. Những giấc mơ kỳ lạ làm sao, thấy dòng lũ cuộn xoáy miền Trung, bao cảnh người lao đao khổ sở, thấy hờ lờ ầm 14 tỷ, cả miền Trung thoát lũ lâu rồi. Lên lai chim cứ thế ngồi đòi, tên hờ lờ vẫn không chịu trả, hầm trầm hương tuồn đi muôn ngà, giấy vay nợ làm giả tinh vi, cứ bị đòi liên tục tu ti. Thái văn đường ngoại bang làm hộ, giấy chuyển tiền đi 15 tỏi, bằng phát nhanh chuyển khoản đàng hoàng, thánh họ Nhâm con mắt sáng ngời, đã phát hiện ra trò bịp bợm, từ điện đàm bụng nhỏ đầu to, với đờm hôi gọi dân chó đẻ, làm người dân phát điên tá hòa, cùng với tiền từ thiện miền Trung, từ hờ lờ vẫn chưa giải ngân, anh vội vàng lai chim bưng bít, trời miền Trung tháng năm cháy khét, mang áo phao đi phát cho dân, tiền làm nhà đã kịp giải ngân, như để tránh búa rìu dư luận. Rồi anh lên đăng đàn giải thích, bệnh hiểm nghèo nên chưa thể đi, buồn một nỗi dân mạng xăm soi, anh nhảy múa khai trương vật báu, mon nằm mơ gọi tên phi lụa, nhận con nuôi uẩn khúc trá hình, là phó tướng bên dưới Hoài Linh, cực nguy hiểm vẫn chưa lộ mặt, với bản tính mưu mô quỷ quyệt, vẫn thanh thản trước cảnh hãm thành. Một ca khúc mến tặng chị Mon, nhưng khuôn mặt lộ lên mọi chuyện, còn tướng ngụy bai nai nước Pháp, đang yên thân trỏ mõm chửi thề, nói cần lao thuộc lớp vô ơn, chẳng cần nuôi cả phường gừng nghệ. Một phát biểu vô cùng thậm tệ, chưa biết ai làm kẻ vô ơn. Lời sắc sược vô tình lọt đến, tai ma sơ rất thính ngồi chờ, nã một phát u đầu phù mỏ, mấy tiếng kêu nhẹ nhẹ thất thanh, rồi phải câm không dám sủa thêm, họng nín hẳn tập ghim làm đẹp. Một giấc mơ chị Hằng màu nhiệm, cục đờm hôi tỏi chín đi đâu, mới lai chim kết thúc chưa lâu, phải chở hàng đi vào vùng dịch. Mọi thông tin họ Nhâm tìm hết, lập chiến công dân chúng đều khen. Khi đó cai Nguyễn vẫn lên, nhưng chẳng có làm gì nên chuyển. Hà Nam, 25 tháng 11 năm 2021. Tác giả, Dòng sông Lam kính tặng. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.